Sang năm mới cầu chúc cho ông bà ông cố sang năm mới được tràn đầy hồng ân của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần gửi tất cả những cái sự yêu thương, những cái sự đồng ấm của gia đình và tất cả những cái sức khỏe gửi đến cho ông bà, để ông bà còn sống được với các con, các cháu, các chất được ngày nào thì mừng được ngày đấy. Còn nếu mà Chúa tất đi giờ nào thì không biết, nhưng mà cầu xin cho ông bà còn sống với các con, các cháu, rồi là ông bà đi lễ hàng ngày, cầu nguyện cho các con, các cháu, các chất sang năm mới cũng giống như là tương lai, để các con, các cháu có một cuộc sống rất là bình an trong bàn tay của Chúa, và tất cả các con, các cháu, những người còn đang đi làm được nhiều sức khỏe, công ăn việc làm tấn tới, các cháu lớn lên đến đâu học hành trong công việc học hành rất là tốt đẹp, và trong sự bảo trợ của Thiên Chúa và Mẹ Maria, nhất là trong gia đình vợ chồng con cái hòa thuận, để mà điều hành gia đình rồi dạy dỗ con cái cho đến nơi đến chốn. Đấy là tất cả những lời mà con đại diện cho tất cả các con, các cháu, các chất ở đây để cùng chúc cho hai ông bà. Và cũng nhân tiền đây cũng cầu chúc cho tất cả các chú, các cô, các thím, các con, các cháu, gia đình của họ Hoàng, gia đình của họ Võ và gia đình của họ Nè được và được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Năm mới được là sức khỏe tràn đầy và được tràn đầy hạnh phúc nơi gia đình của các con, các cháu. Đấy là những lời mà cầu chúc cho tất cả ông bà, như tất cả các con, các cháu, các chú, thím, các cô được mọi sự tốt đẹp trong đầu ngày đầu năm. Yeah! Con đại diện cho những người cháu năm mới. Trước hết con muốn chúc cho ông bà sức khỏe dồi dào, hồn an sắc mạnh, và được nhiều tình yêu của Thiên Chúa đổ đầy đến cho ông bà. Rồi sau đó thì con cũng xin đại diện cho anh em chúc cho hai bác cả, bác Huy trai và bác Huy gái được hồn an sắc mặt sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài, được thêm đông con nhiều cháu nữa. Con nữa mà con cứ đi rồi chúng em nhiều lắm, con cũng không quên chúc cho ba mẹ năm mới được sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài, và được mọi sự như ý. Rồi cũng không quên chúc cho tất cả những em, coi như là từ em rồi mình về đây cũng có một mục đích chính, đó là ngày mai mình sẽ rửa tội cháu Brady. Đó, nó chưa già mà đã quên thầm cầm.